Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Mitsubishi Xpander, chiếc xe MPV 7 chỗ đa dụng của bên nhà Mitsubishi. Và trong cái video ngày hôm nay, Top Car VN cũng vừa cập nhật được cái sự thay đổi về mức giá bán trong thời điểm tháng mới, tháng 3 năm 2023 này về Xpander. Về cơ bản thì sẽ áp dụng từ ngày 28 tháng 2 này luôn cho chính sách của tháng 3 đến khi có thông báo mới các bạn nhé. Và mỗi phiên bản đều có sự thay đổi về khuyến mại và giảm giá, thay đổi về chương trình quà tặng phụ kiện và đương nhiên cái mức giá lăn bánh cũng là thay đổi. Tại thời điểm này thì các bạn lựa chọn về Xpander, chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn. Một là với xe sản xuất năm 2022, hai là với xe sản xuất năm 2023. Và đương nhiên khác năm sản xuất thì cũng sẽ là khác về chương trình khuyến mại, giảm giá và quà tặng. Vậy thì quay trở lại với video, mình xin phép là cập nhật luôn để chúng ta nắm được tại thời điểm mới nhất này, Xpander sẽ có mức giá lăn bánh từng phiên bản, từng đời xe nó sẽ là như thế nào. Đầu tiên đó là Xpander AT Eco số tự động bản tiêu chuẩn, cái phiên bản mà ngay từ thời điểm ngày đầu ra mắt được định hình phục vụ anh chị khách hàng mà chúng ta kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ ra biển vàng, nhưng mà chúng ta lại thích đi số tự động thì bản này đáp ứng được. Với mức giá niêm yết với xe sản xuất năm 2022 là 588 triệu thì mức giảm giá mới nhất, đại lý sẽ giảm giá gần 40 triệu đồng cho quý vị các bạn về chiếc xe này. Ngoài ra sẽ có chương trình về quà tặng phụ kiện, tặng dán kính, tặng trải sàn, tặng cam hành trình quý vị các bạn ạ. Ở đâu đó giá bán chỉ tầm 550 triệu thôi với AT Eco sản xuất năm 2022 quý vị các bạn nhé. Và lăn bánh ở tỉnh của nó là 613 triệu, ở Hà Nội là 645 triệu, ở thành phố Hồ Chí Minh là 633 triệu đồng anh chị ạ. Ở tỉnh là 613, ở Hà Nội là 645 và thành phố Hồ Chí Minh là 633 triệu đồng với Xpander AT sản xuất 2022. Đó, tiếp theo với AT cũng là Eco nhưng sản xuất năm 2023, tức là mới nhất đây, thì với xe sản xuất 2023 bản AT Eco này, bên phía nhà máy cũng có điều chỉnh về mức giá niêm yết từ 588 triệu lên 598 triệu đồng. Đó, và tại thời điểm này 598 triệu với xe 2023 thì đại lý có thể giảm giá được 26 triệu đồng, giảm giá 26 triệu, đâu đó còn 572 triệu là mức giá bán của bản xe sản xuất năm 2023. Vậy thì lăn bánh ở tỉnh của nó là 634 triệu, ở Hà Nội là 666 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 654 triệu đồng anh chị ạ. Ở tỉnh là 634, ở Hà Nội là 666 và thành phố Hồ Chí Minh là 654 triệu đồng với Xpander AT Eco sản xuất năm 2023. Nói tóm lại là xe 2022 và xe 2023 chênh nhau khoảng tầm 20 triệu. Trả góp của AT Eco, nếu chúng ta có nhu cầu mua trả góp thì ở tỉnh cần chuẩn bị số tiền tối thiểu là 177 triệu, Hà Nội tối thiểu là 210 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 196 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 177, Hà Nội là 210 và thành phố Hồ Chí Minh là 196 triệu đồng theo phương án trả góp của AT Eco Mitsubishi Xpander. Đó là chiếc xe AT Eco. Tiếp theo đó là Mitsubishi Xpander số sàn các bạn nhé. Bản số sàn. Số sàn thì hiện tại chưa có xe sản xuất năm 2023, hiện tại vẫn là xe sản xuất 2022 thôi. Với mức giá niêm yết của nó là 555 triệu, đại lý đang bán với mức giá là 535 triệu đồng. Đó là số sàn các bạn nhé, sản xuất 2022. Và như vậy thì đâu đó giảm giá khoảng tầm 20 triệu, lăn bánh ở tỉnh của nó là 595 triệu. Ở Hà Nội là 626 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 615 triệu đồng. Tỉnh là 595, Hà Nội là 626 và thành phố Hồ Chí Minh là 615 triệu đồng với số sàn của Xpander sản xuất 2022. Bản số sàn này cũng định hình phục vụ những anh chị khách hàng mà chúng ta kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ nhưng mà có hướng tới số chỗ ngồi là 7 chỗ ngồi thì Xpander đáp ứng được. Trả góp của cái bản số sàn này thì ở tỉnh số tiền tối thiểu mà chúng ta cần chuẩn bị là 170 triệu. Hà Nội tối thiểu cần chuẩn bị là 201 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu cần chuẩn bị là 190 triệu anh chị nhé. Tỉnh là 170, ở Hà Nội là 201 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 190 triệu đồng. Đó là Mitsubishi Xpander số sàn.
Tiếp theo sang cái sự lựa chọn thứ ba, đó là chiếc xe trước mắt quý anh chị các bạn đây, đó là Xpander AT Premium, một cái phiên bản mà chúng ta đi chạy công việc cũng được, đi công ty cũng được, đi gia đình thì lại cực êm. Bản AT Premium này hiện tại cũng có xe sản xuất 2022 và xe sản xuất 2023. Với xe sản xuất 2022, mức giá niêm yết của nó là 648 triệu đồng, vẫn giữ nguyên như vậy. Và tại thời điểm này giảm giá cực sâu dành cho quý anh chị các bạn. Giá bán chỉ có 605 triệu đồng thôi. Mình nhớ thời điểm tháng 2 vừa qua, giá thấp nhất là 615 triệu, bây giờ giảm tiếp 10 triệu đồng nữa, còn 605 triệu với xe Vin, tức là năm sản xuất 2022 các bạn nhé. Như vậy là đâu đó giảm giá cũng gần 45 triệu đấy. Và vẫn có quà tặng nhé, vẫn có dán kính trải sàn cam hành trình. Đấy, dán kính trải sàn cam hành trình với AT Premium 2022. Vậy thì 605 lăn bánh ở tỉnh là 673 triệu, ở Hà Nội là 707 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 694 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 673, Hà Nội là 707 và thành phố Hồ Chí Minh là 694 triệu đồng. Đó là AT Premium sản xuất năm 2022. Một cái phiên bản mà theo mình, nếu chúng ta đi gia đình thì hoàn toàn có thể lựa chọn với mức giá này, giảm giá tại thời điểm này, giảm giá gần 50 triệu đồng nếu tính cả phụ kiện vào đây nữa. Rất tốt khi mà cạnh tranh ở trong phân khúc. Tiếp theo nữa là với xe AT Premium nhưng sản xuất năm 2023, thì ở đây mình có thấy cái điểm mới ngày hôm nay cập nhật, đó là đại lý sẽ vẫn có giảm giá. Có điểm mới nhá, về mức giá niêm yết thì sẽ là 658 triệu với xe sản xuất 2023, không phải là 648 nữa mà là 658 triệu. Nhưng ngược lại chúng ta lại được tặng thêm một cái camera 360 độ, tặng một cái camera 360 độ. Vậy thì nếu như so sánh ở phân khúc nó đang đang cạnh tranh với cả Veloz Cross chẳng hạn, thì Veloz Cross đang cũng có 360 độ, thì tại thời điểm này Xpander AT Premium sản xuất 2023 cũng sẽ có camera 360 các bạn nhé. 658 triệu đại lý giảm giá tại thời điểm này là 12 triệu đồng. Vậy thì giá bán là 646 triệu đồng với AT Premium 2023. Lăn bánh ở tỉnh là 714, ở Hà Nội là 747 và thành phố Hồ Chí Minh là 734 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 714, Hà Nội là 747 và thành phố Hồ Chí Minh là 734 triệu đồng. Đó, đó là mức giá lăn bánh của bản xe sản xuất 2023 và có thêm cái cam 360. Vẫn có quà tặng dán kính trải sàn cam hành trình các bạn nhé. Dán kính trải sàn cam hành trình cùng cam 360. Trả góp của cái bản AT Premium 2023 này ở tỉnh cần chuẩn bị số tiền tối thiểu là 198 triệu, Hà Nội tối thiểu là 230 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 218 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 198, Hà Nội 230 và thành phố Hồ Chí Minh là 218 triệu với AT Premium xe sản xuất năm 2023. Đó là mức giá mình cập nhật mới nhất ngày hôm nay. Thông tin bắt đầu áp dụng từ ngày 28 tháng 2 này đến khi có sự thay đổi mới nhất về giá. Và đây chắc chắn nó là chính sách giá của tháng 3 rồi. Vậy nên nếu anh chị chúng ta có quan tâm về Mitsubishi Xpander tại thời điểm này, vừa có xe sản xuất 2022 với chính sách giảm giá cực sâu, với xe 2023 thì có những cái sự nâng cấp, ví dụ AT Premium thì có thêm cái cam 360, chương trình giảm giá thì mình nghĩ là cũng rất đáng để mọi người quan tâm, bằng cách hãy liên hệ theo cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái màn hình này. Ở miền Bắc thì nhờ các bạn hãy gọi hotline ở miền Bắc, miền Nam thì nhờ quý chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau của Topcar VN. Xin chào ạ.